mấy thằng điên. Mẹ mày, điên ngu như thế người ta tông cho đúng mẹ này. Ơ, mày qua bên đây ăn tao đây, mày qua bên đây, bên đây. Mày muốn gì? Muốn gì hỏi? Vì của mấy anh đã bị tôi phát hiện. Tôi đã đi cùng cô gái để đến trình báo công an về hành vi cướp tài sản vô cùng manh động của các anh. Tất cả hành vi của các anh đều được camera đường phố ghi lại. Tôi và công an quyết định phối hợp điều tra và tôi sẽ đóng vai trò là nạn nhân. Khi tôi đang đi trên đoạn đường vắng, hai anh liên tục chiếu đèn pha làm tôi chói mắt, sau đó lạng lách trước mặt tôi rồi ép tôi ngã vào lề đường. Trong bọn hai anh liền xuất hiện, chửi bới và lăng mạ tôi, khiêu khích tôi đuổi theo và ẩu đả để hai anh có thể dễ dàng lấy chiếc xe máy mà tôi để lại. Khi thấy tôi không sợ bẫy, các anh đã quyết định dùng vũ lực để cướp tài sản. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Các bạn hãy tránh đi khuya trên những đoạn đường vắng và thường xuyên theo dõi gương chiếu hậu để đề phòng kẻ gian theo dõi. Xuống xe rồi. Khi gặp băng cướp táo tợn, hãy trao lại tài sản để bảo toàn tính mạng. Hoặc rút chìa khóa và hô lớn để được giải cứu. Khóa này. Cướp, cướp. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi. Tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm. Đi bệnh viện đây. Mặt kèn sợ quá. Đi ngu thế người ta tông cho đúng mẹ. Ơi, qua bên đây ăn tao đây. Mất. Quá đạp cái mày chạy. Ơi, anh tâm tử. Gì anh? Hay quá vậy này. Má. Hay lắm đó. Rồi mày. Rồi. Hay em không anh. Hè hùng anh ơi. Ủa con chó. Mày qua đây, lại, đây. Lại chứ. Má mày nhìn tao đâu phải giờ. Đâu em nhìn ra đây này. Đây này nè. Cứu mày thôi. Bắt con này luôn. Đúng rồi đó, không đường ơi.